Thưa quý vị, chỉ trong hai đêm cuối tháng 12, 14 xe ô tô đậu qua đêm trên đoạn đường Trường Chinh thuộc địa bàn phường Hòa Phát và Hòa An, quận Cẩm Lệ bị đập vỡ kính mà không hề rõ lý do. Hoang mang, lo lắng là tâm lý của rất nhiều người dân trên địa bàn thành phố khi hay tin số lượng xe ô tô bị đập kính lần sau nhiều hơn lần trước. Bằng sự quyết tâm đến cùng, chỉ sau 2 ngày vào cuộc của đội cảnh sát hình sự Công an quận Cẩm Lệ đã truy tìm được thủ phạm của các vụ đập kính xảy ra vào thời gian qua. Đây là hiện trường một xe ô tô đậu trước cửa nhà trên đường Vũ Lăng thuộc địa bàn phường Hòa Phát bị các đối tượng dùng gạch đập phá. Còn đây là hiện trường một xe ô tô khác trên đường Trường Chinh cũng bị đập phá cùng thời điểm, dấu vết còn rất mới. Chỉ trong vòng một đêm, gần chục chiếc xe ô tô bị đập vỡ kính khiến chủ nhân và người dân xung quanh không khỏi lo lắng. Những mảnh ghép từ hình ảnh camera an ninh bắt đầu được các trinh sát lập dỡ. Sau khi tiếp nhận hàng loạt các vụ đập kính trên địa bàn đường Trường Chinh, thì lãnh đạo công an quận đã chỉ đạo quyết liệt các lực lượng tập trung để điều tra xác minh làm rõ. Thì qua nhiều ngày chúng tôi từng ra mật phục nắm địa bàn thì có thông tin là có hai đối tượng có đặc điểm tương đồng với cái hệ thống camera mà chúng tôi truy xuất được. Với thông tin đây thì chúng tôi đã báo cáo lãnh đạo công an quận và tiến hành bắt khẩn cấp để mà đấu tranh làm rõ. Hai đối tượng được xác định là Lưu Minh Dương và Phạm Văn Minh đều 24 tuổi, trú ở Duy Xuyên, Quảng Nam. Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng tại số 1 Phạm Ngọc Mậu, Công an quận Cẩm Lệ phát hiện vật chứng là những quần áo mà cả hai mặc khi đi thực hiện việc đập phá cửa kính ô tô. Ở phòng trọ của Minh phát hiện thêm hai gói ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc và ketamin cùng một số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy. Dạ, em đập một lần 3 chiếc, một với lại lần sau là em đập 9 chiếc. Em muốn thời gian em không làm những cái chuyện như thế, em muốn cơ quan công an để tạo cơ hội cho em để em làm để em khắc phục hậu quả, để em sửa sai lỗi lầm của em. Hiện nay thì các đối tượng đã khai nhận toàn bộ các vụ đập kính trên đoạn đường Trường Chinh với mục đích là ban đầu là đối tượng đó là đi để cho vui. Thì qua đây thì cũng cảnh báo các chủ tài sản có tài sản thì cũng nên có biện pháp để quản lý tài sản của mình tốt hơn. Tội phạm đập kính xe ô tô để trộm cắp tài sản từng khiến cả thành phố Đà Nẵng lao đao vì sự manh động, táo tợn. Thì sự việc mới đây của Dương và Minh đã cho thấy sự lệch lạc trong suy nghĩ của một bộ phận giới trẻ khi hủy hoại tài sản của người khác để giải quyết các vấn đề mâu thuẫn của cuộc sống cá nhân.